Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình là Music Gummy VN. Hôm nay mình sẽ làm video Simple May Rap tập 1 1.18. Xin sò không? Quá đẹp luôn. Rồi, hôm nay mình sẽ đầu tiên mới vô là mọi người hay làm đó chính là chặt gỗ. Mình sẽ lo chặt gỗ xây nhà trước để cho nó chất. Thì cái này là chuyện đương nhiên rồi, mới vô phải chặt gỗ. Đây, mình sẽ chơi cố gắng để cho nó tới, để cho nó xong tập 1 luôn. Mình sẽ đập này cho điện thoại khó thì mày rất sắp PE cho nó dậy ngoài PC. Mình mới tải PC mà nó hơi lag, nó lag nên mình khó đi luôn. Nên mình không có phải mình không có chơi được. Bây giờ còn vô đây nói chuyện được nha. Đó là không nói chuyện được. Kim lặng thôi. Cái đó là cứ mình tự quyền cứ vậy rất dễ. Đây, ở chỗ này chắc hợp lý với mình lắm. Có dễ mà. Cái này quá dễ ẹt rồi, không có gì mà khó khăn. Nhưng mà chỉ có đầu là quánh lại con Ender Dragon là rất là khó. Mà vô được Ender Dragon mình phải vô địa ngục đánh lại con gì đó. Hành trình này rất là lâu đối với mình. Nhưng mà nếu cái đó hơi lâu nha. Mình sẽ chắc tới tập chắc cả trăm gì này cho Minecraft PE nha, mình không phải là pro. Vậy thôi. Quá dễ đúng không? Mình không phải là pro chơi tới đây. Mong là các bạn theo dõi hết video này cho có mình có động lực để làm tiếp Minecraft tập 2 siêu viết. Mong Minecraft này sẽ được ủng hộ nhiều người coi và con số like một cách cao quý. Đấy, chỉ mong như thế là đủ. Và nếu mà đối với mình thì sẽ đổi gỗ ra. Đợi hết luôn đi. Rồi. Đây, hai cái, một bàn chế tạo, một cái luôn. Thấy quá ngon. Chắc xây tại đây đi ha. Trời ơi. Này mình chơi chế độ bình yên nên nó rất là ít mấy cái con quái vật. Đấy, mình thì không phải là pro game. Mình chơi một cái là có thể là bay đầu cái gì đó nên mình không có chơi quá giật dễ dạ thôi. Nên mình sẽ xây một căn nhà nhỏ. Mình phải đọc con hoa nữa. 1.18 thì hình như có con hoa đền nữa, nếu có thì nói nha, mình thì không biết. Đấy, giờ tới được Minecraft là để mình chơi cho đã luôn. Mày vô phải xây nhà. Mày xin còn tập 1 mà. Đấy, khởi đầu mới của mình luôn. Nói chung là xây nhà cũng thường thôi, không có VIP Pro. Xây cho đủ để ở. Đấy. Mấy hôm nay á, các bạn sẽ theo dõi để ý cái bình luận á, là có hôm nay có nhiều đứa nó muốn rời khỏi MVN luôn. Đây, nói chung mình xây nhà là cho có để ở thôi. Ê, mình còn quên đặt bàn chế tạo ra, đặt đây đi. Mình sẽ xài rìu, một cái rìu đủ luôn rồi. Hết gỗ mình sẽ đi chặt cây. Này mình ở vùng thảo nguyên nên có gì mình cũng sẽ đập mấy cái tán lá cây để mình lấy cái hạt giống để trồng liên tục. Đó mình tính sau. Này mình chơi chế độ dễ nên ít con quái vật, ở chỗ này nhiều hoa lắm. Nó có vài con thỏ nè, màu đỏ, màu đen nè. Đen thôi, không có màu đỏ đâu.
Nói chung là hôm nay làm may ráp thì chắc khoảng qua 3-4 video là mình sẽ làm tiếp Tamino cho các bạn xem luôn, cho hài lòng luôn. Rồi chế tạo tiếp. Này, làm gì chế tạo luôn. Này đấy, cứ chế tạo vậy dễ. Đây có gỗ sồi và gỗ kia nó khác màu. Nếu video này đạt con số khoảng là 5 like mình sẽ làm tiếp Tamiyo luôn. Đấy cho nó gắt. Này mình đặt khác màu nên nó hơi xấu một tí. Chừng nào mới hết được cái gì á? Cái sinh tồn 1.18 thì mình phải quánh lại được Ender Dragon và chơi tiếp một chừng nào hết là thôi. Đấy cho nó gắt. Mình chơi là mình chơi có hạn luôn á, không có chơi ăn gian hay làm sẵn đâu. Chơi là không vô là say gì á. Chơi mình quay gì mình làm đó. Hứa các bạn luôn. Này đập máy ra cài. Này đập cho nó bớt đi. Rồi mới rớt cái giống cây nè. Mấy cái này gọi là cái cây, cái giống cái gì đó, hạt giống của cây. Cứ trồng ra giờ nó sẽ ra. Quá dễ với con nít rồi. Mình chơi nhiều nên mình biết cái này. Mình xây nhà đơn giản thôi. Chứ rồi tối không có quái vật đâu các bạn. Không biết có quái vật hay không. Mình xây xây ít lắm. Ở này mình chơi chế độ bình yên. Không biết có hay không. Đó xây hai cánh cửa. Trong đồ mình là chả có bao nhiêu hết. Đây, xây chả có. Tối rồi mà chưa có cái con cừu nữa. Tối thì mình sẽ tìm vài con. Từ mình tìm con cừu rồi tìm mình chặt gỗ nữa là xong. Mà ở đây thì ít cừu quá. Tính ra vùng thảo nguyên là phải nhiều á. Này hơn là chế độ bình yên thì không có zombie hay cái các kiểu. Nhưng mà có thể đi lang thang tìm. Mình sợ đi xa nhà nên mình đi xa nhà lạc. Nên mình quyết định là tới đây nhặt mấy cái này nè. Đấy, có thỏ nên ok. Đấy, mình sẽ trồng bớt cây. Đấy dễ không. Đấy trồng cho nó dễ. Đấy, mình chặt gỗ tiếp. Đó, không có dùng gì đâu. Chắc luôn mình sẽ video này mà đạt tới 10 like mình sẽ làm tiếp Tamiyo cái tiếp theo luôn. Đấy. Đó. Nếu mà video này đạt 10 like nha, nó mà không đạt được 10 like là sẽ không được cái Tamiyo với các bạn yêu thích đâu đó. Mà nếu mà các bạn yêu thích Minecraft thì mình làm Minecraft luôn. Ngày mai luôn á. Là ngày mốt. Đấy. Đó là mình đặt ra nha, các bạn mà các bạn thực hiện được, các bạn mà tới không tới được số đó chỉ được 9 hay cái gì đó. Là mình sẽ không thực hiện. Cái đó là chỉ trong hôm nay và ngày mai. Hôm nay và ngày mai thôi. Hôm mà bắt đầu mình đăng vào ngày mai. Nếu mà ngày mai mà không có đủ 10 like là sẽ không được. Đây đó là con số nhất định.
like thôi nha, mà không tính lượt xem đâu. Rất là dễ. Đây mình sẽ chế thêm mấy cái đồ này nữa. Mình chế vậy thôi à. Tối thì không có con quái vật nên rất là dễ chơi. Đúng là chế độ bình yên có khác. Rồi mình sẽ chế cái bậc thang 4 cái rồi. Ok. Nè, ở đây nè. Ở đây. Đập cái này đi. Không, cái này sao không có đẹp. Này chắc mình chơi phiên bản BE á, mà 1.18 á, kiểu 1.18 mà phiên bản BE á nó sẽ ra như vậy. Còn nếu không là sẽ không có như vậy. Ok. Vậy thôi, mình sẽ mở cái ra luôn. Có gì đi vô cho nó dễ. Mình sẽ xây nhà luôn ha. Tối mình sẽ sinh tồn buổi tối luôn, sợ gì. 11 phút rồi. Rồi mình sẽ cố gắng cho nó nhanh ha. Ra sáng là sẽ hết video. Video này đạt 10 like mình sẽ làm thêm cho nó tiếp luôn. Cái này là ước muốn của mình. Còn các bạn thì sao thì mình không biết. Đây. Chặt cây là chính. Đối với mình là nứt Minecraft mình, tại vì mình mới chơi thôi. Mới chơi lần đầu cái Minecraft mà phiên bản real của ông Mojang. Mới chơi thôi chứ mình chơi toàn phiên bản pha ke không thì ngán, giờ chơi phiên bản real luôn chơi gắt. Ok. Đập lá là có một cái giống nè. Đây nè, cho mấy cái chờ ok luôn. Rồi để tới sáng chắc cũng lâu, nó sắp tới đỉnh thôi. Tới đỉnh vào buổi tối thôi. Chứ không có được cái gì hết. Rồi. Nếu mà các bạn mà theo dõi hết video này thì nhớ các bạn sẽ biết được mình sẽ giao cái luật cho các bạn ha. Nhẹ nhàng luôn chứ đâu có phải là gây go gì đâu nhỉ. Cầm mấy cây gần đây này cho nó dễ chơi. Đây, đập hết luôn cho nó sạch. Ủa, một cái ba cái luôn, ngon vậy chứ đâu có chặn đùa. Nếu các bạn chỉ cho mình cách tại Minecraft gì đó, Minecraft 1.19 mà sẽ sinh tồn 1.19 luôn ha. Đợi xong cái này thì mới làm được. Nếu mà ok chứ không lẽ là một cái là làm xong. Phải đúng cái thế của mình chứ đâu phải là cứ hở ra làm mà hở ra làm đâu. Cái này thì mình chưa đặt ra ngày cho cái này nha, mình chỉ chơi khoảng là chắc đâu tầm 18-19 phút gì đó. Cho cái video 18-19 phút trong cái video này nha. Chắc vậy. Làm sao mà trời sáng là bình minh lên là ok. Này phải có cửa sổ nữa chứ. Nha. Rồi. Các bạn tới hè nghỉ rồi, các bạn có đi học không? Đi học thêm không? Đi học thêm như mình không? Mình vẫn phải đi học nha. Đi học thêm toán. Mình học toán thì học toán cũng không giỏi cho lắm gì. Mình phải học cho nó biết kiến thức này nọ so với người ta. Đấy, phải học toán nữa chứ. Chứ cho đâu có phải đùa. Các bạn ở nhà sung sướng bấm game, mình cũng bấm game. Mà mình có điều mình phải đi học. Không, mình không có đứa nói mình nghiện game, mình đâu có nghiện game. Mình chơi đàng hoàng. Chứ không phải nghiện game là cắm đầu suốt ngày chơi, đâu có chơi nhiều. Lâu lâu đi đá cầu các kiểu, tập thể dục cho nó khỏe đi. Chứ mình là chắc cũng đâu khoảng 63 mấy ký đó. Nói chung là rất là mập thì mình sẽ giảm cân. Ước muốn của mình là sẽ được ui dồi, cái sau cây này mọc nhanh chứ cha. Chú cho chặt cây luôn, sợ gì. Rồi. Mấy cái cây này
này mọc nhanh là tốt với mình lắm á, nó không có quá chỉnh nha, nó một cái là vậy luôn. Rồi đổi ra gỗ tiếp. Nói chung là làm video này cho nó vui là chính thôi, chứ không có phải là buồn gì đâu. Nó vui với các bạn. Video này hay là được rồi, không có cần gì mà khó hết cả. Cái này là cái đời lời quyết định của mình đặt ra luôn. Mình đâu có phải chắc móc các bạn đâu, mà các bạn lại bỏ mình, lại rời team mình. Cũng có lý. Có người thích, có người thì không. Nhưng mà đối với mình á, mình chưa từng ghét ai. Người đó mà ghét mình á, là người đó cố ý. Chứ mình đâu có đụng gì, đúng không? Mình cũng chả làm gì người ta, mà người ta thì lại làm mình thất vọng. Mình cũng không có tin tưởng mấy người đó nhiều. Mình chỉ giải trí cho hay thôi, chứ không phải là thích giàu có này nọ. Mình nghĩ là làm giải trí là chính cho các bạn coi. Mà mong muốn của các bạn mình là giúp cho mình và coi xem. Các bạn thường thấy là cái lượt xem á, nó sẽ quan trọng hơn là sub. Vì sub không có được nhiều thứ và cái nó cần thiết đấy. Bình minh sub lên rồi thì mình cũng sẽ chặt vài cây luôn. Đây, nó có tự động này, nó nhiều lắm à. Giờ mình nếu tìm giường ngủ thì rất là lâu, thì mình sẽ để tập sau thôi. Mình lên là xong rồi, là xong game, xong một video. Ô, có trái táo nè, hảo, ok. Đặt nguyên 3 hàng luôn. Rồi, tới sáng rồi. Nói chung là video này tới đây thôi. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ like, một subscribe và đăng ký nhé. Nhớ bấm chuông và nhận thông báo của mình. Bye bye.